Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử, sự chú ý của toàn thế giới đổ dồn vào các cuộc tranh luận trên truyền hình của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Trong cuộc tranh luận đầu tiên của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ Joe Biden và Donald Trump, ông Trump đã giành thế áp đảo khi tiêu điểm của cuộc tranh luận liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. Ông Trump nói, người Ukraine đang bị giết một cách vô ích và ngu ngốc. Những điều khoản của Putin là không thể chấp nhận được. Nhưng hãy nhìn xem, đây là một cuộc chiến không bao giờ nên bắt đầu nếu chúng ta có một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến này. Trump khẳng định, Biden đang trao 200 tỷ đô la hoặc hơn cho Ukraine. Đó là một số tiền lớn. Mỗi lần Zelensky đến đất nước này, ông ta lại ra về với 60 tỷ đô la, người bán hàng vĩ đại nhất từ trước đến nay. Và rằng, tôi sẽ giải quyết cuộc chiến giữa Putin và Zelensky với tư cách là tổng thống đắc cử trước khi tôi nhậm chức tổng thống vào ngày 20 tháng 1. Ông nói, chúng ta có kẻ thù bên ngoài, Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, nhưng trên thực tế, họ sẽ không phải là kẻ thù nếu bạn có một vị tổng thống hợp lý, sẽ không có vấn đề gì nếu bạn có một tổng thống hợp lý. Những phát biểu này của Trump chính là nhấn mạnh việc không giải quyết vấn đề bằng bạo lực và giải quyết thông qua các cuộc đàm phán và tôn trọng. Không rõ ông Trump sẽ đưa ra cách thức cụ thể nào để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, nhưng phản ứng của phía Ukraine đã thể hiện rất rõ ở bài viết của Olga Rudenko, tổng biên tập trang web tin tức Kyiv Independent. Rudenko đã viết trên mạng xã hội rằng sau cuộc tranh luận, một số người Ukraine cảm thấy như thể là họ đang nằm trên đường ray xe lửa, trong khi một đoàn tàu chở hàng không có phanh đang lao về phía họ và anh chàng có thể chuyển hướng đường ray lại bỏ đi. Rudenko nói, điều duy nhất giữa chúng tôi và đoàn tàu là khả năng xảy ra một phép màu. Còn phó thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương Olga Stefanishina đã bày tỏ lo ngại rằng Ukraine rất quan trọng trong cuộc tranh luận giữa đương kim và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Donald Trump. Stefanishina đã cảnh giác rằng Ukraine đang thấy mình là con tin cho những cảm xúc nhất định trước bầu cử. Stefanishina gọi sự chậm trễ trong việc hỗ trợ Kyiv tại Quốc hội Hoa Kỳ, kết quả bầu cử ở các nước châu Âu và quan hệ với Hungary là một trải nghiệm phức tạp. Theo bà, các biện pháp đang được phát triển sẽ trở thành lá chắn cho Ukraine. Chúng sẽ không cho phép đạt được thỏa thuận với bất kỳ ai về Ukraine trong 24 giờ mà không có Ukraine. Tiếp tục nói tới vấn đề quan hệ đối ngoại, ngoài Ukraine đang cảm thấy lo lắng, thì trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, Trump đã đưa ra một số tuyên bố có khả năng khiến Nga và Trung Quốc lo ngại. Bình luận của ông tập trung vào việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại các khu vực chiến lược, củng cố liên minh với NATO và các nước châu Á, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các đối thủ. Đối với Nga, cam kết của Trump về việc cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine và tăng cường phòng thủ của NATO dọc Đông Âu có thể làm leo thang căng thẳng. Nga có thể coi những hành động này là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh và ảnh hưởng của nước này trong khu vực. Ngoài ra, cam kết của Trump về phòng thủ mạng và chống lại các chiến dịch thông tin sai lệch của Nga cho thấy lập trường cứng rắn chống lại sự can thiệp của Nga vào các vấn đề Hoa Kỳ. Về Trung Quốc, việc Trump nhấn mạnh vào việc củng cố liên minh với các nước ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc cũng như lời hứa của ông sẽ tiếp tục thách thức các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông và các hoạt động thương mại phản ánh một chiến lược nhằm kiềm chế Trung Quốc, sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những hành động này có thể được coi là nỗ lực nhằm hạn chế sự thống trị khu vực của Trung Quốc và có thể khiến Bắc Kinh đánh giá lại các ưu tiên chiến lược và tư thế quân sự của mình. Nhìn chung, các tuyên bố tranh luận của Trump cho thấy sự tiếp tục và tăng cường các chính sách nhằm chống lại tham vọng địa chính trị của cả Nga và Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến căng thẳng gia tăng trong khu vực và toàn cầu. Một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua đó là buổi tranh luận đầu tiên của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, Đảng Dân Chủ Mỹ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Theo CNN, đang có một sự hoảng loạn dữ dội trong Đảng Dân Chủ. Có ý kiến cho rằng Đảng Dân Chủ có vấn đề, trong khi những nguồn khác sử dụng ngôn ngữ khắc nghiệt hơn nhiều. Theo CNN, Trump chỉ phát biểu trong hơn 40 phút, còn Biden là chỉ dưới 36 phút. Biden thường ngừng phát biểu trước khi hết thời gian. Một số hãng tin còn trích dẫn rằng Đảng Dân Chủ vừa tự sát tập thể. Họ mô tả Biden thở khò khè, có vẻ mệt mỏi và lẩm bẩm, xác nhận điều mà tất cả các cử tri đều đã hiểu. Tổng thống Biden không thể thắng. Những cuộc tranh luận này đã trở thành cái đinh đóng vào quan tài chính trị của ông ấy. Bất luận việc Đảng Dân Chủ hay ngay cả bản thân ông Biden nói mình có năng lực lãnh đạo đất nước, thì người ta đã thu được rất nhiều thước phim mô tả ông có vấn đề về đầu óc.
Ví dụ MSNBC nói về khả năng nhận thức của Biden. Biden vô cùng thông minh. Ông ấy giỏi hơn bao giờ hết về mặt trí tuệ và phân tích. Ông ấy là người giỏi nhất từ trước đến nay. Đây chỉ mới là 3 tháng trước. Còn đây là video cho thấy Joe Biden đứng lúng túng và trông hoàn toàn lạc lõng sau lưng vợ tại một cuộc vận động tranh cử ở Raleigh, Bắc Carolina sau màn tranh luận thảm hại của ông ấy. Người ta tự hỏi Tổng thống Mỹ thực sự là ai? Bây giờ chính CNN cũng phải đề cập tới vấn đề điều gì sẽ xảy ra nếu ông Biden quyết định rời khỏi cuộc đua. Một sự hoảng loạn nữa đang đến với ông Biden và Đảng Dân Chủ. Đó là mối lo ngại của một số nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ sau màn tranh luận không ổn định của ông khi chuẩn bị cho đợt thúc đẩy gây quỹ đã được lên kế hoạch từ lâu vào cuối tuần này. Nhìn chung, kết thúc cuộc tranh luận đầu tiên, Tổng thống đương nhiệm đang thua đậm. Khi chúng tôi xem trực tiếp buổi phát live của CNN, dưới phần bình luận, rất nhiều những comment của người dân Mỹ ủng hộ Trump, số người ủng hộ Biden giảm rõ rệt. Có không ít những bình luận thể hiện sự thất vọng, thậm chí có người còn nói ông Biden nên về nhà nghỉ ngơi. Biden bất lực trước Trump. Cuộc tranh luận đầu tiên của hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm nay rất lạ. Thay vì có những khán giả là người dân ngồi dưới lắng nghe hai chính trị gia tranh luận, thì cuộc đấu đá này chỉ có trên truyền hình. Sân khấu cũng được thiết kế và tổ chức như là một game show. Điều đặc biệt thứ hai là người độc quyền cầm trịch lại là CNN, một hãng tin cánh tả ở Mỹ. Tức là ngay từ đầu, cán cân đã lệch về Biden với những ưu thế. CNN, bằng một sự thiên tài, đã quyết định tắt tiếng micro của các ứng viên khi họ không được phép phát biểu. Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn Trump nuốt chừng từng lời nói của Biden. Bởi vì hãy đối mặt với sự thật, đó là dòng suy nghĩ của Biden đôi khi chật bánh ra khỏi cuộc tranh luận. Hãy quên đi những cái bắt tay thông thường hay những lời nói vui vẻ lịch sự giữa hai ứng viên. Hai người này đã đi tấn công và đả kích cá nhân nhau. Biden gọi Trump là kẻ thua cuộc và kẻ than vãn, trong khi Trump phản công bằng cách gọi Biden là thảm họa, là tên tội phạm và chỉ tay vào những sai lầm chính sách của Biden từ Ukraine đến cuộc khủng hoảng biên giới. Cuộc tranh luận không chỉ toàn là nói về chính sách nghiêm túc, nó cũng có một trận chiến hoành tráng về cái tôi, xem ai có khả năng kiểm soát trận đấu giỏi hơn. Nhưng ngay cả khi Biden thậm chí còn cố gắng đào sâu vào đời tư của Trump, chứng minh rằng ông đã không thành công, chiến thuật của ông không thực sự hiệu quả. Màn trình diễn của Biden với cách truyền đạt ngập ngừng, không mạch lạc đã cho thấy mức độ không đáng tin cậy khi ủng hộ ông của những cử tri. Ngược lại, Trump đã mang năng lượng khoa trương thường thấy của mình lên sân khấu. Ông không hề kiềm chế, chỉ trích thành tích của Biden về mọi thứ, từ kinh tế đến chính sách đối ngoại, với sự chính xác của một chiến dịch gia lão luyện. Không có gì ngạc nhiên khi những người ủng hộ ông rời khỏi cuộc tranh luận với cảm giác tràn đầy năng lượng. Sau cuộc tranh luận, CNN đưa tin về cảm giác hoảng loạn rõ rệt trong Đảng Dân Chủ. Những lo ngại về thành tích của Biden vang vọng khắp các hành lang của các cuộc họp chiến lược và các cuộc gọi gây quỹ. Ngay cả Phó Tổng thống Kamala Harris, trong khi cố gắng xoa dịu sự lo lắng, cũng không thể phủ nhận khởi đầu đầy khó khăn của Biden. Một số người trong đảng công khai đặt câu hỏi về khả năng ứng cử viên của Biden với lý do tuổi tác của ông và áp lực của một chiến dịch tranh cử mệt mỏi. Khi chiến dịch tiếp tục, Biden phải đối mặt với một trận chiến khó khăn để chứng minh rằng ông vẫn đạt được những gì cần thiết. Chiến lược của ông có thể sẽ tập trung vào việc giải quyết những lo ngại về tuổi tác và củng cố các thế mạnh về chính sách của mình, với hy vọng lấy lại được vị thế đã mất trong các cuộc thăm dò và nhận thức của công chúng. Trong khi đó, chiến lược của Trump vẫn rất rõ ràng, tập trung vào phúc lợi xã hội, chính trị và kinh tế của đất nước. Dù yêu hay ghét ông, khả năng thu hút sự chú ý và truyền tải thông điệp của ông vẫn không hề suy giảm, khiến Đảng Dân Chủ trở thành một đối thủ đáng gờm. Khi Trump giành được 67% phiếu bầu ngày hôm nay, trở thành ứng cử viên được yêu thích nhất của Hoa Kỳ. Cuối cùng, cuộc tranh luận này không chỉ về chính sách hay tính cách, nó nhấn mạnh sự chia rẽ sâu sắc trong nền chính trị Mỹ. Với số lượng cử tri đi bỏ phiếu và số lượng cử tri chưa quyết định ngày càng lớn, số tiền đặt cược không thể cao hơn cho cả hai ứng cử viên. Khi cuộc bầu cử tháng 11 đến gần, có một điều chắc chắn, Biden sẽ cần nhiều hơn là một giấc ngủ ngon để khiến những người chỉ trích ông im lặng. Cuộc đấu tranh của Biden để theo kịp phong cách tranh luận hung hăng của Trump đã làm nổi bật mối quan ngại của nhiều người về tuổi tác và khả năng lãnh đạo của ông. Những lời chỉ trích của Trump đối với hồ sơ của Biden là không ngừng nghỉ và sự hiện diện mạnh mẽ của ông hoàn toàn trái ngược với cách truyền đạt thường xuyên ngập ngừng của Biden. Khi những người lính của Biden tiếp tục cố gắng thuyết phục nước Mỹ rằng ông vẫn là người phù hợp cho công việc, Trump có thể sẽ mài giũa các cuộc tấn công của mình, sẵn sàng khai thác bất kỳ sai lầm nào nữa. Vài tháng tới sẽ rất quan trọng để Biden chứng tỏ rằng ông có thể lãnh đạo hiệu quả,
Nếu không, những lời kêu gọi ông từ chức sẽ chỉ ngày càng lớn hơn. Tóm lại, cuộc tranh luận đã phơi bày những điểm yếu của Biden. Tuổi tác và khả năng điều hành của ông hiện đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Và với việc Trump không nương tay, con đường đến tháng 11 có vẻ ngày càng gập ghềnh đối với vị Tổng thống đương nhiệm. Biden có thể cần nhiều hơn là sự hiểu biết chính trị để thuyết phục quốc gia rằng ông phù hợp cho một nhiệm kỳ nữa. Ông có thể cần một phép màu. Nhìn chung, cuộc tranh luận trên truyền hình giữa Biden và Trump là một hiện tượng hoàn toàn mới. Nó thu hút sự chú ý toàn cầu. Thứ nhất, thế giới đang trải qua một thời kỳ chuyển đổi rất nguy hiểm. Trong đó, Hoa Kỳ đang mất đi vị thế bá chủ toàn cầu. Trên thực tế, trong nhiều thập kỷ, nước này đã một mình quyết định số phận của hành tinh. Tuy nhiên, Washington vẫn có trong tay những nguồn lực và cơ hội khổng lồ, nên không có gì ngạc nhiên khi nhiều người bên ngoài nước Mỹ đang theo dõi tiến trình của chiến dịch bầu cử ở đó chặt chẽ hơn nhiều so với trước đây. Vì thế giới như thế nào phụ thuộc vào người nắm giữ Nhà Trắng trong tương lai. Thứ hai, trong những năm gần đây, thế giới đã nhận thức rõ ràng về những chủ đề nhức nhối nhất hiện đang xé nát nước Mỹ theo đúng nghĩa đen. Cuộc khủng hoảng di cư, các vấn đề kinh tế, cơ sở hạ tầng sụp đổ, khoảng cách ngày càng tăng giữa các bộ phận bảo thủ và xã hội tự do của nước Mỹ. Do đó, bất kỳ ai thỉnh thoảng đọc tin tức đều có thể đánh giá bản chất của những gì Trump và Biden nói hôm nay và đưa ra phán quyết độc lập dựa trên kết quả của cuộc thảo luận. Cuối cùng, câu trả lời đã gây thất vọng cho Đảng Dân Chủ. Người ta chỉ có thể đoán họ đã sử dụng những phương pháp và phương tiện nào. Nhưng trong cuộc tranh luận, Joe Biden trông vẫn rất tệ. Hình ảnh một ông già đứng không vững, thỉnh thoảng lại đứng yên bất động với đôi mắt nhìn vào hư không, đang bối rối trong lời nói và nói trượt. Cảnh tượng càng buồn hơn trong bối cảnh Trump vui vẻ, sôi nổi. Và đó là người chỉ trẻ hơn ông Biden 3 tuổi mà thôi. Kết quả chính của cuộc tranh luận trên truyền hình là sự gia tăng mạnh mẽ tình cảm của các đảng viên Đảng Dân Chủ, ủng hộ việc thay đổi ứng cử viên của đảng thành một nhân vật có năng lực hơn. Ngay sau khi sự kiện kết thúc, các phương tiện truyền thông công khai ủng hộ Đảng Dân Chủ như CNN bắt đầu mô tả bài phát biểu của Biden là "Chúng tôi gặp vấn đề và hoảng loạn quá mức". Và nhìn chung, từ hoảng loạn đã trở thành từ phổ biến nhất trong báo giới để mô tả tâm trạng thịnh hành của các đảng viên Đảng Dân Chủ. Vậy đánh giá thực lực thì hai ứng cử viên này sẽ phải đối mặt với những vấn đề gì khi ngồi vào ghế nóng? Những thách thức đối với hai ứng cử viên ngay cả khi đắc cử Tổng thống. Nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống, ông sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn trên cả mặt trận trong nước lẫn là quốc tế. Thứ nhất, đó là về chính trị nội bộ. Mỹ đang trải qua giai đoạn chia rẽ đảng phái sâu sắc. Biden sẽ phải làm việc với Quốc hội, nơi mà Đảng Cộng Hòa có thể kiểm soát một hoặc là cả hai viện. Việc này sẽ gây khó khăn cho ông trong việc thông qua các chính sách và cải cách lớn. Niềm tin của người dân vào chính phủ đang suy giảm. Biden sẽ phải tìm cách tái thiết niềm tin này, đặc biệt là sau một cuộc bầu cử tranh cãi. Thứ hai, đó là vấn đề kinh tế. Mặc dù nền kinh tế Mỹ đã phục hồi từ đại dịch, vẫn còn nhiều thách thức, bao gồm việc giải quyết vấn đề thất nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và kiểm soát lạm phát. Biden đã cam kết tăng thuế đối với các tập đoàn lớn và những người có thu nhập cao. Tuy nhiên, việc này có thể gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Đảng Cộng Hòa và các doanh nghiệp lớn. Thứ ba, đó là chính sách đối ngoại. Quan hệ Mỹ-Trung đang ở mức căng thẳng cao. Biden sẽ phải tiếp tục đối phó với các vấn đề liên quan đến thương mại, công nghệ, nhân quyền cũng như là an ninh khu vực. Nga tiếp tục là một mối đe dọa lớn đối với an ninh châu Âu. Việc duy trì sự đoàn kết của NATO và hỗ trợ Ukraine sẽ là những thách thức chính. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đề xuất ngừng bắn do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn được Mỹ ủng hộ đã gặp trở ngại khi cả Israel và Hamas đều từ chối chấp nhận với lý do có những khoảng trống vì nó không đáp ứng được yêu cầu quan trọng của họ. Mỗi bên đổ lỗi cho bên kia đã cản trở các nỗ lực hòa bình. Việc Mỹ thúc đẩy ngừng bắn không phải vì động cơ hòa bình và ổn định toàn cầu, mà do áp lực gia tăng cả trong nước và quốc tế. Điều này thách thức vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ và đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của ông Joe Biden. Việc không thể đàm phán được thỏa thuận hòa bình có thể ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng bầu cử của Biden, có khả năng mang lại lợi thế cho Trump, người trước đây đã đạt được thành công với Hiệp định Abraham. Thứ tư, đó là an ninh biên giới. Đây là vấn đề cực kỳ nhức nhối và đang gây bất ổn ở xã hội Mỹ. Nó cũng là một bài toán không hề dễ dàng cho Biden. Bởi vậy mới nói, nếu Biden đắc cử Tổng thống, ông sẽ đối mặt với một loạt thách thức lớn từ việc giải quyết các vấn đề nội bộ đến đối phó với các thách thức quốc tế. Khả năng của ông trong việc hợp tác và đạt được sự đồng thuận sẽ là yếu tố then chốt để vượt qua những thách thức này. Nhưng nếu ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ một lần nữa thì ông sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn trên nhiều mặt trận khác nhau, từ chính trị nội bộ, kinh tế đến quan hệ quốc tế. Cụ thể,
Thứ nhất, Trump sẽ cần phải đối phó với sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội và chính trị Mỹ. Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang ở trong trạng thái đối đầu căng thẳng và việc xây dựng sự đoàn kết sẽ là một thách thức lớn. Trump có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra và vụ kiện pháp lý liên quan đến các hành động của ông trong nhiệm kỳ trước và sau khi rời nhiệm sở. Điều này có thể làm phức tạp thêm việc thực hiện chính sách của ông. Thứ hai đó là vấn đề kinh tế. Mặc dù kinh tế Mỹ đã hồi phục phần nào sau đại dịch COVID-19, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết như là thất nghiệp, lạm phát và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Trump sẽ cần tìm cách giảm thâm hụt ngân sách và kiểm soát nợ công đang tăng cao. Thứ ba đó là quan hệ quốc tế. Trump sẽ phải tiếp tục đối phó với mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc, đặc biệt liên quan đến thương mại, công nghệ và vấn đề Biển Đông. Mặc dù Trump đã cố gắng cải thiện quan hệ với Nga, nhưng các vấn đề như can thiệp bầu cử, Ukraine và các lệnh trừng phạt sẽ tiếp tục là thách thức. Trump sẽ cần làm việc để duy trì và củng cố các liên minh truyền thống của Mỹ, bao gồm NATO và các đối tác ở châu Á. Thứ tư, đó là chính sách đối ngoại và an ninh. Trump sẽ cần phát triển một chiến lược đối ngoại nhất quán hơn để đối phó với các thách thức toàn cầu như là khủng bố, biến đổi khí hậu và các cuộc khủng hoảng nhân đạo, đồng thời phải đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng từ Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác. Đó cũng sẽ là một ưu tiên lớn. Thứ năm là về mặt xã hội, Trump sẽ cần phải đối mặt với các vấn đề trong hệ thống y tế và giáo dục Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch. Việc quản lý chính sách di cư và bảo vệ biên giới sẽ tiếp tục là một vấn đề gây tranh cãi và thách thức. Tóm lại, vấn đề mà Trump đối mặt cũng không phải là dễ dàng so với Biden. Nhìn chung, đó là một mớ bòng bong hỗn độn cả từ vấn đề trong nước lẫn quan hệ quốc tế. Vâng, quý vị thấy đấy, thế giới đang đối diện với một cuộc khủng hoảng lãnh đạo, là tình huống trong đó một tổ chức, công ty hoặc là quốc gia trải qua sự thiếu hụt hoặc là mất mát về khả năng lãnh đạo hiệu quả. Điều này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm sự ra đi đột ngột của một nhà lãnh đạo chủ chốt, xung đột nội bộ, thiếu người kế nhiệm đủ năng lực hoặc sự mất lòng tin vào lãnh đạo hiện tại. Đặc điểm đặc trưng của cuộc khủng hoảng lãnh đạo là không có chiến lược rõ ràng và thiếu định hướng trong việc ra quyết định. Các lãnh đạo và đồng minh không đồng thuận về các vấn đề quan trọng, dẫn đến sự chia rẽ và xung đột. Vậy mới nói, khủng hoảng lãnh đạo là một vấn đề nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển và ổn định của một tổ chức hay quốc gia hay là cả thế giới. Việc nhận diện và giải quyết kịp thời các yếu tố dẫn đến khủng hoảng lãnh đạo là cần thiết để duy trì hiệu quả, hoạt động và sự ổn định lâu dài. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại bình luận của mình ở bên dưới để tiếp tục trao đổi với chúng tôi về chủ đề nóng ngày hôm nay. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.